Một số thắc mắc thường gặp về trạch tuổi. Trạch tuổi là một trong những yếu tố quyết định gia chủ có nên tiến hành xây nhà hay không, do đó trạch tuổi cũng nhận được sự quan tâm của khá nhiều người. Sau đây là một số thắc mắc thường gặp về những vấn đề liên quan trên trạch tuổi. Bạn đọc có thể tham khảo để có thêm kiến thức cũng như là giải đáp được thắc mắc của bản thân nhé. Có nên làm nhà khi trạch tuổi không? Tính được trạch tuổi sẽ giúp cho gia chủ quyết định được là khi nào nên tiến hành xây dựng nhà và khi nào thì không nên. Như ông bà ta đã nói, có thờ có kiêng, có thiêng có lành, gia chủ cần cân nhắc kỹ lưỡng về thời điểm làm nhà sao cho phù hợp. Trạch tử là cụm từ chỉ việc gia chủ tiến hành việc xây nhà vào năm trạch tuổi. Điều này không những tiêu hủy những tài lộc, may mắn mà gia chủ hiện đang có, mà gia chủ còn phải hứng chịu thêm tai ương do năm trạch tuổi gây ra, như là việc thi công sẽ có thể xảy ra sơ suất chết người, thành viên trong gia đình không hòa thuận, công việc gặp nhiều rắc rối. Tuy không có số liệu cụ thể nhưng trong thực tế đã có nhiều trường hợp xây nhà mà không chọn năm, xem ngày phù hợp mà để xảy ra nhiều tai ương thương tâm không đáng có. Vì thế, để phòng trừ mọi nguy hiểm có thể xảy đến với gia chủ, thì việc xem xét là lựa chọn ngày để tiến hành một việc trọng đại như xây dựng nhà là một điều vô cùng cần thiết. Không nên làm nhà khi rơi vào trạch tử. Có nên tin hoàn toàn vào trạch tuổi? Trạch tuổi chỉ là một trong nhiều yếu tố phong thủy ảnh hưởng đến ngôi nhà của bạn. Vì thế, tin trạch tuổi là điều đúng đắn, nhưng gia chủ cũng cần phải xem thêm nhiều yếu tố phong thủy khác như tam tai, kim lâu, hoàng ốc, thái tuế, để có thể đưa ra được một quyết định đúng đắn nhất. Làm thế nào để hạn chế tác động từ trạch tuổi? Đến phần này, chắc hẳn gia chủ hoàn toàn có thể biết được trạch tuổi đem đến nhiều điều không tốt cho bản thân cùng như gia đình mình. Vậy có cách nào có thể làm hạn chế tác động từ trạch tuổi? Câu trả lời là có. Sau đây là một số biện pháp giúp hạn chế tác động từ trạch tuổi mà gia chủ có thể tham khảo. Tinh thần luôn lạc quan, tích cực. Sống hướng thiện, tích đức. Ăn chay, sám hối những điều không đúng mình đã làm. Tích cực làm từ thiện giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn. Không sát sanh. Sống hòa thuận vui vẻ với tha nhân. Siêng năng đi chùa. Làm sao để chọn hướng nhà đúng theo vận mệnh vào năm trạch tốt? Để có thể xác định được hướng nhà đúng theo vận mệnh vào năm trạch tuổi tốt, trước hết cần dựa vào bảng cung mệnh để xác định hướng nhà tốt. Gia chủ cần dựa vào niên mệnh của bản thân để lựa chọn hướng xây nhà phù hợp đối với bản thân. Trên cơ sở năm sinh dương lịch của gia chủ, phong thủy bát trạch đã chia cung mệnh ra làm 8 cung, theo đó hướng nhà tốt theo các cung mệnh như sau. Những cung khôn, đoài, càn và cấn thuộc Tây tứ mệnh hợp với hướng Tây Nam, chính Tây, Đông Bắc và Tây Bắc. Những cung còn lại là khảm, chấn, tốn và ly thuộc Đông tứ mệnh tương ứng hợp với hướng Đông Nam, chính Nam, Đông và chính Bắc. Sự khác nhau giữa trạch tuổi và trạch tử. Nhiều người hiện nay vẫn luôn nhầm lẫn giữa trạch tuổi và trạch tử. Theo những gì chúng tôi tìm hiểu được, trạch có nghĩa là nhà, nơi ở, đôi lúc được hiểu là mồ mả gia tiên. Như vậy, trạch tuổi là cụm từ chỉ tuổi xây nhà của gia chủ, còn trạch tử là khái niệm để chỉ một trạch xấu mà gia chủ không nên tiến hành xây nhà. Nên xem tuổi làm nhà theo cửu trạch hay kim lâu? Nhiều người sẽ cho rằng